Hoàng Liên thơ mộng giữa chiều xuân, thấy chùa trên núi trong sương trắng, nơi miền biên diễn như ấm lại, tượng Phật giữa trời hòa tiếng kệ kinh. Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Bọng Ngô Myro. Và hôm nay thì Bọng Ngô sẽ cho trội, mình sẽ review quần thể tâm linh có độ cao cao nhất Việt Nam nha các bạn. Nào hãy cùng với Bọng Ngô cùng khám phá nha. Get go. Đây là tòa nhà Sun Plaza, một trong những địa điểm check-in đầu tiên của các tín đồ yêu du lịch khi nhắc đến Sapa, và cũng là nơi bắt đầu của nhà ga lên đỉnh Fansipan. Bây giờ thì mình sẽ cập nhật thông tin giá vé cáp treo cơ bản để cho mọi người được biết nha. Hiện nay giá vé cáp treo dành cho người ngoài tuyển giá vé khứ hồi là 800.000 đồng cho người lớn và 550.000 đồng cho trẻ em. Bên cạnh đó, đối với người Lào Cai thì chúng ta có giá vé khứ hồi là 600.000 đồng cho người lớn và 450.000 đồng cho trẻ em nha quý vị. Và bên cạnh đó, mình sẽ cập nhật thông tin giá vé cáp treo trong cái bảng hiện cho mọi người biết được nha. Các bạn ơi, Sapa đôi khi giống như là một cô nàng nhõng nhẽo, vì vậy đôi khi một ngày có bốn mùa trong năm: xuân, hạ, thu, đông, và đôi khi là Sukana thì trên đỉnh sẽ có mưa mà dưới này thì không mưa, nên vì vậy mình sẽ đề phòng trước, ăn chơi sợ chi mưa rơi, đó là mình sẽ mua áo mưa. Dạ, đây cho lấy cho em cái áo mưa. Mình đã có cái áo mưa rồi nha quý vị, 10k cho một cái áo mưa. Và có áo mưa rồi thì bây giờ mình đã sẵn sàng chinh phục nóc nhà Đông Dương rồi cả nhà ơi. Và hành trình tàu hỏa leo núi Mường Hoa sẽ giúp mình ngắm tròn phố núi của thị trấn Sapa từ trên cao. Và tuyến tàu hỏa này dài chừng 1.7 cây số, và tuyến này sẽ đưa bạn từ nhà ga Sapa lên đến nhà ga Mường Hoa. Và khi bạn đi thì bạn sẽ được nhìn thấy hoa hai bên rất là đẹp. Mấy anh chị nào mà yêu hoa đảm bảo là mê chửi e kéo dài. Thung lũng Mường Hoa hiện ra với bên này là suối, bên kia là ruộng bậc thang, trước mặt là sương mù lãng đãng trôi, sau lưng là núi rừng đại ngàn vẫy gọi. Đây, một con tàu. Đó các bạn, sau tầm 6 phút là mình đã tới ga Mường Hoa. Và đi bộ vài bước chân là sẽ tới điểm dừng chân đầu tiên dành cho khách hành hương. Đó chính là Bảo An Thiền Tự. Bảo An Thiền Tự hay còn gọi là Chùa Trinh. Và ông bà ta có câu là đi thưa về Trinh. Và trước khi mà mình đi lên đỉnh Phan Xipang thì mình sẽ vào thăm viếng Phật để cầu xin ngày hôm nay mình sẽ gặp được nhiều may mắn và bình an nha. Get go! Bảo An Thiền Tự tọa lạc trên một cái địa thế đất tuyệt đẹp và có độ cao là 1604 m so với mực nước biển, và sở hữu kiến trúc chùa Việt xưa. Và với người đam mê kiến trúc chùa chiền giống như mình, khi đến với Bảo An Thiền Tự, mình phải gọi là chết mê chết mệt với vẻ đẹp của ngôi chùa này. Và những ngày có sương mù thì ngôi chùa ẩn hiện trong màn sương, nhìn rất là an nhiên và tự tại. Các ngôi chùa được xây dựng dựa trên kiến trúc nhà Lý và nhà Trần nha các bạn. Sau khi xin thành thánh tiên Phật, hôm nay mình sẽ lên đỉnh núi Sang Mai thành công, thì bây giờ mình rất là tự tin, sẵn sàng cho một hành trình sáng mây trên đỉnh Thiên Phan Xipang. Và đây là hành lang dẫn lối vào cáp treo này mọi người. Thật sự bây giờ mình rất là nôn nóng, vì hành trình tuyến cáp treo lần này sẽ mở ra một không gian vô cùng kỳ vĩ của núi rừng Tây Bắc. Phải nói là mở mang tầm mắt luôn cả nhà ơi. Chắc chắn khi các bạn đi du lịch, các bạn ngồi cáp treo ở nhiều nơi thì các bạn cảm thấy là ngồi cáp treo cũng bình thường lắm đúng không? Nhưng mà không đâu nha. Mình ngồi cáp treo ở đỉnh Phan Xipang rất là sướng, rất là đã quý vị à. Cái này đó sướng hơn, bởi vì mình có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh Tây Bắc này. Và đặc biệt á, giống như là cáp treo đang chở mình từ dưới nhân gian đi lên chốn Bồng Lai tiên cảnh các bạn à. Huyền ảo rất là đẹp quý vị ơi. Và mình sẽ ngồi cáp treo khoảng 25 phút, như là ngồi cân đổ vân, bay vi vu trên dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ. Mình không phải đi lạc vào những đám sương đâu nha mọi người, mà mình đi lạc vào những tầng mây các bạn à. Phàm nhân lạc bước chính tầng mây. Cuối cùng mình cũng đã tới được cổng trời trên đỉnh Phan Xipang rồi, hay còn có tên gọi là Thành Dân Đắc Lộ. Và đúng như với tên gọi, đây thật sự là đường lên mây mọi người ơi. Như mình chạm tay một cái là mình bắt được mây luôn á. Nhìn đây, nhìn đây, nhìn đây, nhìn đây. Mình đã sang mây thành công nha quý vị. Nguyên một biển mây nằm phía dưới này luôn mà cả nhà này. Wow.
Và khi bước qua cánh cổng này thì mình sẽ được chiêm ngưỡng quần thể chùa Bích Vân Thiền Tự, là ngôi chùa tọa lạc ở độ cao 3037m so với mực nước biển. Và đối diện sân chùa đây chính là Vọng Lĩnh Cao Đài, hay còn có tên gọi là Đài Gác Đại Hồng Chung. Nguyện tiếng chuông này vang khắp pháp giới, đời đời khắp chốn được bình an. Và ông bà mình vẫn thường nói là núi cao mây trắng là nơi tích tụ linh khí của trời đất. Bởi thế cho nên trên những ngọn núi có long mạch dồi dào, bao giờ cũng có những ngôi chùa tọa lạc để hội tụ này, để gìn giữ linh khí và nguyên khí và phát sinh vượng khí, giúp cho quốc thái dân an. Bích Vân Thiền Tự. Và mình mời các bạn vào thăm chánh điện của Bích Vân Thiền Tự. Các bạn ơi, tại Bích Vân Thiền Tự hay còn gọi là chùa Hạ thì các bạn cũng có thể là dâng sớ cầu an cho gia đình của mình nha. Và bên cạnh đó các bạn cũng có thể là thỉnh những câu đối đỏ như thế này này để cầu may mắn nha các bạn. Và mình cũng đã thỉnh rồi. Let's go. Rời chùa Bích Vân Thiền Tự và đi bộ khoảng 30m thì tụi mình sẽ đến với ga tàu hỏa leo núi. Và lúc này tàu sẽ chở tụi mình lên tới đỉnh Phan Xipang mà không cần phải đi bộ đâu nha các bạn. Tiếp tục ngồi tàu để tiếp tục đi lên trên nha quý vị. Và đây là đỉnh cao nhất của dãy Hoàng Liên Sơn, cũng là vị trí cao nhất trong ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia, nơi được mệnh danh là Nóc Nhà Đông Dương. Chú lên thứ nhất đầu tiên. Đây là lần đầu tiên khi mà chú lên trên này, cũng chú cảm giác như thế nào vậy chú? Cảm giác rất bồi hồi sung sướng. Bồi hồi sung sướng hả? Dạ. Vì sao vậy chú? Vì thấy là mình được chiếm lĩnh được cái đỉnh A Vang này, cái cao nhất đấy, là mình sướng rồi, mình tự hào lắm. Tự hào dân tộc. Mình nghèo khó khăn nhưng mà lại chinh phục được cái đỉnh núi này, làm sức người, tự dùng sức người. Đấy, từ đôi vai mà đưa lên chứ không phải dùng máy móc, đấy là cái tuyệt vời nhất của mình. Dạ chính xác. Cảm xúc hạnh phúc quá, vui vẻ quá. Đất nước mình là nhất nhất. Và mọi người có thể thấy là ở khu vực này thì có 4 tháp cột mốc. Và mọi người có biết vì sao không ạ? Bởi vì mỗi ngày thì dòng người nườm nượp kéo lên đây sống ảo. Có 4 cái thì mới đủ cho mọi người chụp hình. Chứ nếu chỉ có 1 cái thì người đến sau chờ đến lượt chụp hình thì dài cả cổ luôn á cả nhà. Và đây là tháp nguyên bản có từ xa xưa nha các bạn. Chạm tay vào cột mốc là mình đã chạm tay vào Nóc Nhà Đông Dương rồi các bạn à. Ở độ cao 3.143m so với mực nước biển. Thật sự đứng trên này mình cảm thấy rất là tự hào. Mình cảm thấy yêu quê hương đất nước Việt Nam của mình các bạn à. Và mình sẽ nói cho các bạn thêm tự hào này. Phan Xipang Việt Nam chính là một trong những điểm mốc trên trục long mạch thành đạo của thế giới, nơi hội tụ đầy đủ tinh hoa linh khí của trời đất. Và đối với Việt Nam của mình thì đỉnh Phan Xipang còn là huyệt mạch của quốc gia, là suối nguồn năng lượng của trời đất. Vì vậy trên đỉnh này cực kỳ linh thiêng nha quý vị và các bạn. Và ngôi chùa thứ hai trên đỉnh núi nhất định phải đặt chân đến đó chính là Kim Sơn Bảo Thắng Tự. Một ngôi chùa được thiết kế tựa sơn nghiêng thủy, dáng chùa hòa quyện vào màu xanh của đại ngàn, ẩn hiện giữa màn sương, đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh mấy bạn ơi. Bỗng Ngô đang có mặt tại Kim Sơn Bảo Thắng Tự, là ngôi chùa tọa lạc ở độ cao nhất trên đỉnh Phan Xipang nha các bạn. Và mời các bạn cùng vào thăm Đại Hùng Bảo Điện nào. Vì là ngôi chùa to nhất trên đỉnh Phan Xipang nên chánh điện cũng rất là to này và rộng. Ba ngôi tam bảo cũng rất là nhiều tượng nha các bạn. Ở đây còn có mẹ Quan Âm Tống Tự này các bạn. Nếu mà các bạn cầu cho con mình mau ăn chóng lớn, hoặc là các bạn cầu cho con mình có em bé, thì các bạn có thể là cầu tại mẹ Quan Âm Tống Tự nha. Vì ngôi chùa được xây dựng trên đỉnh thiên, nơi có rất là nhiều linh khí. Và đứng giữa chánh điện thì bạn có thể cảm nhận được những luồng không khí luân chuyển, một trải nghiệm rất là thú vị nha các bạn. Hòa mình vào trong cái dòng khí thiên, mỗi bước chân bước vào chánh điện là mỗi bước chân an lạc, bỏ hết tất cả mọi bụi trần, bỏ hết tất cả tham sân si để hướng về thành tâm, về những điều thiện lành, giúp cho con người ta một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời các bạn ơi. Khi mà bước vào trong cái cõi thiền môn, thật sự là tâm của mình rất là thanh tịnh.
Các bạn ơi, sau khi mà các bạn hành lễ Phật ở trong chánh điện xong thì các bạn nhớ ra phía trước, thì ở phía trước có một những cái gian sắp xếp những cái thẻ bài như thế này này, thì các bạn cũng có thể là thỉnh về để treo trong phòng để gặp nhiều may mắn nha các bạn. Mình cũng đã thỉnh lộc về này. Đây chính là tòa bảo tháp cao 11 tầng nha các bạn. Nhờ các bạn thấy gì không? Hầu đúng không? Tòa bảo tháp ẩn hiện giữa một cái làn sương rất là mờ ảo. Bây giờ thì cô nàng Sa Pa đang rất là nhõng nhẽo, sương rất là nhiều. Xíu nữa trời sẽ quang mây tạnh, mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Yên tâm nha. Sau khi màn sương kéo qua, tòa bảo tháp 11 tầng hiện lên với chiều cao lên đến 30 mét và được tạo thành từ 300 tấm đá màu xanh nguyên khối nha các bạn. Và từ ngôi chùa này thì mình sẽ đi bộ vài chục bậc tăng cấp để chiêm bái đại tượng Phật A Di Đà với chiều cao là 21.5 mét. Đại tượng Phật A Di Đà được tạo tác kỳ công bậc nhất tại Việt Nam các bạn ạ. Và pho tượng được tạo tác bởi hàng vạn tấn đồng và mỗi miếng đồng dài đến 5 mm luôn các bạn ạ. Và bức tượng được xác lập hai kỷ lục, đó là tượng Phật A Di Đà bằng đồng tọa lạc ở độ cao cao nhất Việt Nam và tượng Phật A Di Đà bằng đồng tọa lạc ở độ cao cao nhất châu Á. Wow, rất là tự hào nha các bạn. Và vượt qua những tầng mây phủ thì bạn có thể nhìn thấy là tượng Phật A Di Đà tọa thiền nhìn xuống nhân gian như ban phát phước lành đến chúng sanh. Và như các bạn đang thấy là flycam của mình đang bắt trọn mọi hình ảnh đại tượng Phật. Và không biết là mọi người có đang suy nghĩ giống như mình, Phật đang tọa lạc giữa chốn Tây Phương Cực Lạc không cả nhà? Bây giờ thì mình sẽ mời các bạn hãy cùng với Bảo Ngô cùng đi vào trong lòng đại tượng Phật A Di Đà nha quý vị. Đây, mời quý vị vào trong. Các bạn ơi, Bảo Ngô đang đứng trong đại tượng Phật A Di Đà. Thì ở trong đại tượng Phật A Di Đà có thờ Xá Lợi Phật nha các bạn. Và Xá Lợi Phật được thỉnh từ Myanmar về do tổ đình chùa Vĩnh Nghiêm Hà Nội cúng dường cho quần thể tâm linh Phan Xipan liên hành nha các bạn. Ngọc Xá Lợi Phật cũng được cách giữ tôn nghiêm trang trọng trong tháp pha lê lưu ly 7 tầng. Và các bạn biết không? Mình là người yêu mến Phật giáo nên cũng có duyên được vào xem trực tiếp Ngọc Xá Lợi Phật. Khi mà vào tới nhà kính để quay phim thiết bị cho mấy bạn xem á, thì máy quay của mình không lên nguồn luôn, không quay phim được luôn nha cả nhà. Mãi một hồi mình phải ra trước tượng Phật A Di Đà, mình cầu xin trước tượng Phật, thì lúc đó máy quay phim của mình mới hoạt động bình thường. Đối với các bạn thì đó là một sự trùng hợp, nhưng đối với mình thì đó là cả một câu chuyện tâm linh về sự linh thiêng của Xá Lợi Phật. Vì là nơi hội tụ khí thiên của trời đất nên trên đỉnh Phan Xipan thì có rất là nhiều hiện tượng thiên nhiên kỳ thú, như là những sóng mây cuồn cuộn ngày đêm như các bạn đang xem rồi đó, hay là biển mây trắng xóa, hay là ánh sáng màu vàng nhuộm ấm cả đỉnh thiên. Và đặc biệt là bạn dễ bắt gặp hào quang bảy màu tỏa sáng trên những bức tượng linh thiêng trên đỉnh Phan Xipan. Trời rất mừng nha. Dạ. Rất mừng khi khai thấy tượng Phật, rất mừng. Có những lúc mà tượng Phật nó bị mây che đi đó, cái lúc cái nắng lên cái là mình thấy được tượng Phật, rất là mừng. Và dẫu biết rằng vạn sự tùy duyên, nhưng mà được một lần trong đời chạm tay vào nóc nhà Đông Dương này và nhìn thấy hào quang của tượng Phật là một điều vô cùng tuyệt vời trong mỗi chúng ta, đúng cả nhà. Một mẹo nhỏ nhỏ là khi mà các bạn lên đỉnh Phan Xipan thì hãy chọn một ngày nắng đẹp để có thể chiêm ngưỡng được mỹ cảnh bồng lai giữa chốn nhân gian được trọn vẹn nha cả nhà.